đêm 27 tháng 3 năm 2021, đất nước Gibraltar trở thành tâm điểm cho những người yêu thích môn quyền Anh khi quốc gia này đăng cai tổ chức một số trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp. Trong đó, cuộc so găng giữa Alexander Povetkin và Dillian Whyte là tâm điểm. Tuy nhiên, trước khi xem cuộc so găng đỉnh cao này, thì võ đài được thiết kế trong khu liên hợp thể thao Europa Pons còn tổ chức 6 trận đấu để làm nóng cho sự kiện chính này. Cuộc so găng hạng nặng giữa Nick Webb và đối thủ bất bại người Đức Erich Pfeiffer là trận đấu thứ 3 trong đêm. Với khả năng tung đòn vượt trội của võ sĩ hạng nặng 33 tuổi người Anh, những người ủng hộ Erich Pfeiffer lo lắng về thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của võ sĩ người Đức này. Và đúng như dự đoán, sau khi nhận những đòn dòng cực mạnh của Nick Webb ở hiệp đấu thứ nhất, Erich Pfeiffer nhanh chóng ngã đài khi bước vào hiệp đấu thứ hai. Dù cố gắng đáp ứng yêu cầu của trọng tài, thì Erich Pfeiffer cũng không thể chơi hết thời gian dự kiến khi tiếp tục dính đòn của đối thủ và ngã đài hai lần nữa. Buộc trọng tài phải kết thúc trận đấu khi hiệp thứ hai còn hơn 1 phút. Trận thắng thứ 17 sau 19 lần thượng đài, chẳng những võ sĩ người Anh Nick Webb buộc đối thủ người Đức Erich Pfeiffer nhận thất bại đầu tiên sau 8 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp, mà chiến thắng này còn giúp anh lần đầu tiên sở hữu đai vô địch hạng nặng IBO quốc tế. Võ đài được thiết kế tại khu liên hợp thể thao Europa Pond ở Gibraltar mang đến cho giới hâm mộ một trận đấu hạng nặng khác nhưng không tranh bất cứ chiếc đai nào giữa Fayo Wally và Erich Molina. Võ sĩ từng vô địch nước Anh hồi tháng 8 năm 2020, Fayo Wally chủ động trên võ đài. Trước khi tung ra một đòn tay phải sắc bén, thì võ sĩ từng hai lần thách thức danh hiệu thế giới như Erich Molina cũng đáp trả xứng tầm bằng đòn tay phải ở hiệp đấu thứ hai. Hai đối thủ trên võ đài có những pha đáp trả tương xứng trong những hiệp tiếp theo, trước khi Fayo Wally tạo ra những pha phản đòn dữ dội ở hiệp đấu thứ năm, khiến võ sĩ 38 tuổi người Mỹ Erich Molina ngã đài và buộc trọng tài phải giãy tay ra hiệu kết thúc trận đấu để bảo vệ sức khỏe cho Erich Molina. Dù không tranh bất cứ danh hiệu hạng nặng nào, nhưng việc hạ knock out tay đấm dày dặn kinh nghiệm như Erich Molina đã giúp cho Fayo Wally khẳng định đẳng cấp để hướng đến những trận đấu lớn hơn trong tương lai gần. Võ sĩ từng vô địch hạng bán trung tại giải trẻ thế giới của WBC là Michael Markinson nhanh chóng chiếm ưu thế về điểm kỹ thuật trước đối thủ đồng hương Chris Congo trong trận tranh đài vô địch hạng bán trung toàn cầu của WBO bằng những pha tung đòn tay trái chất lượng. Cả hai thể hiện quyết tâm giành lấy đài vô địch hạng bán trung toàn cầu của WBO bằng những pha tung đòn sở trường của mình, làm cho trận đấu luôn sôi động. Chris Congo chơi tốt ở hiệp thứ 6 và thứ 7 với những pha tung đòn tay phải của mình, trước khi Michael Markinson đáp trả bằng đòn tay trái ở hiệp đấu thứ 9. Dù đã có những thời điểm chủ động hơn, nhưng xét về mặt tổng thể thì Chris Congo phải chấp nhận thất bại trước Markinson khi tất cả 3 giám khảo đều nhận định Markinson chơi tốt hơn thông qua số điểm kỹ thuật. Thắng điểm Chris Congo, Michael Markinson chẳng những thiết lập kỷ lục cho riêng anh là 20 trận thắng liên tiếp, mà anh còn chính thức đoạt đài vô địch hạng bán trung toàn cầu của WBO. Trận đấu thứ 6 tại võ đài được thiết kế trong khu liên hợp thể thao Europa Pond là cuộc so găng hạng siêu bán trung tranh danh hiệu vô địch Vương quốc Anh giữa Ted Chisholm và đồng hương James McCann. McCann bước vào trận đấu với tư cách là võ sĩ bất bại và tìm cách kéo dài kỷ lục của mình lên con số 22 trận toàn thắng. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch hạng siêu bán trung quốc tế của IBF Ted Chisholm đã khẳng định khả năng chuyên môn làm cho tham vọng của đối thủ đồng hương hoàn toàn sụp đổ khi anh tung đòn quyết định hạ knock out ở hiệp đấu thứ 11. Chẳng những buộc McCann nhận thất bại đầu tiên sau 22 lần thượng đài, mà trận thắng knock out trong đêm 27 tháng 3 năm 2021 tại đất nước Gibraltar đã giúp Ted Chisholm lần thứ hai trở thành nhà vô địch Vương quốc Anh kể từ tháng 10 năm 2018. Trong trận đấu đầu tiên với Alexander Povetkin, việc Dillian Whyte không thể kết liễu đối thủ của mình dù đã hạ gục nhiều lần ở hiệp đấu thứ tư là điều đáng tiếc nhất của võ sĩ hạng nặng người Anh. Vì vậy, không có hiểu khi người quảng bá của Dillian Whyte là Eddie Hearn ngay lập tức hoàn tất các thủ tục để võ sĩ của mình tái đấu nhằm giành lại đai vô địch tạm thời của WBC từ võ sĩ hạng nặng người Nga Alexander Povetkin. Sau 6 trận đấu bản lề làm nóng cho sự kiện chính, giới hâm mộ chứng kiến võ sĩ hạng nặng người Anh tỏ ra sắc bén hơn so với đối thủ ngay khi bắt đầu trận đấu. Dù Alexander Povetkin chủ động hơn ở hiệp đấu thứ hai, nhưng sự bình tĩnh mở ra đòn tay phải nặng nề mà Dillian Whyte tạo ra trong thế trận, nhà vô địch tạm thời của WBC Alexander Povetkin luôn ở thế phòng thủ. Không hiểu vì chuẩn bị thể lực không tốt hay một nguyên nhân nào đó mà Alexander Povetkin đã phải trải qua phần lớn thời gian trên võ đài với đôi chân của anh thường dắp vào nhau. Dillian Whyte có được những cú đấm quy lực chắc chắn, đặc biệt ở hiệp đấu thứ ba, gần như Alexander Povetkin bị hạ gục bằng đòn của võ sĩ người Anh. Nhà vô địch hạng nặng tạm thời của WBC tiếp tục dính đòn rất mạnh của Dillian Whyte trước khi võ sĩ người Anh dồn Povetkin vào góc đài và tung đòn tay trái chính xác hạ gục đối thủ khi hiệp đấu thứ tư còn 29 giây.
Alexander Povetkin cố gắng đứng lên để đáp ứng yêu cầu của trọng tài, nhưng bước chân loạng choạng của anh đã buộc trọng tài quyết định kết thúc trận đấu khi hiệp thứ tư còn 22 giây. Có nghĩa là chưa đầy 7 tháng kể từ đêm trở thành nhà vô địch tạm thời của WBC, Alexander Povetkin phải nhận thất bại toàn diện trong trận tái đấu với Dillian Whyte. Đoạt lại chức vô địch hạng nặng tạm thời WBC sau khi mất gần 7 tháng qua, Dillian Whyte đã đưa ra yêu cầu người quảng bá của anh là Eddie Hearn cho anh một cuộc chiến dễ dàng để kiếm tiền. Nhà quảng bá dường như không phản đối, nhưng cho biết các trận đấu trong tương lai của Dillian Whyte bao gồm một cuộc chiến lớn với cựu vô địch thế giới của WBC là Deontay Wilder và cuối cùng là một trận tranh danh hiệu thế giới. Trước khi để thua knockout đáng kinh ngạc trước Povetkin trong trận đấu đầu tiên hồi tháng 8 năm 2020, Dillian Whyte đã là người thách thức bắt buộc của WBC trong hơn 1.000 ngày. Bây giờ một lần nữa với chiếc đai vô địch tạm thời, võ sĩ người Anh đang ở vị trí để cuối cùng có được cơ hội tranh danh hiệu thế giới mà anh chờ đợi đã lâu. Việc Chủ tịch Hội đồng Quyền Anh Thế giới Mauricio Sulaiman chấp nhận ý tưởng tạo ra trận đấu loại cuối cùng giữa hai võ sĩ hạng nặng được xếp hạng cao là Deontay Wilder và Dillian Whyte là cơ hội để cả hai tiếp cận trận đấu với nhà vô địch hạng nặng của WBC hiện tại là Tyson Fury. Vì trận đấu thứ 3 với Tyson Fury hiện tại đã xa tầm tay đối với võ sĩ người Mỹ, buộc anh phải có trận đấu loại mới đủ điều kiện thách đấu Tyson Fury. Eddie Hearn là một người rất hâm mộ việc võ sĩ của mình so găng với Deontay Wilder. Vì vậy khi Dillian Whyte đánh bại Alexander Povetkin, Eddie Hearn chắc chắn sẽ thay đổi kịch bản để võ sĩ của mình đối đầu với Deontay Wilder trong tương lai gần. Một trận đấu hứa hẹn rất đáng xem.